Ok, chào các bạn. Thì tiếp tục một đơn siêu phẩm của anh khách lên nha. Thì lần này thì mình test ở 48V luôn các bạn. Tức là test ở một cái tốc độ tối đa nhất của động cơ nha. Động cơ 48V. 2500 vòng. Thì ở 2500 vòng á, chia cho 40 á, thì nó ra cái tốc độ mà động cơ hoạt động cụ thể luôn nha. Thì được bao nhiêu ta? 2000 chia 4 đi. 2000 chia 4 thì được 550 đúng không? 5 4 2000 thì đây là 2500 thì được khoảng 60 mấy 70 vòng nha, tầm đó nha các bạn. Ok, thắng hoạt động hoàn hảo nha. Một công tắc. Nha, thắng. Các bạn tốc độ theo được nhanh hơn ha. Khóa IC là IC 500W nè, hàng mới chưa có sử dụng. Đó, 500W. Tổng dòng tối đa phát ra từ IC là 30A nha, 30 cộng trừ 1A. Còn động cơ các bạn, động cơ nó chỉ tiêu thụ 10.6A nha, 10.6A. Hàng này rất là đẹp ha, hàng mới chưa qua sử dụng. GTR, động cơ Brookless không chổi than 3 pha, Makin Japan. Ok, cái này thì là một siêu phẩm nha. Cái này thì bây giờ bên bãi không có các bạn. Mình còn khoảng hơn 20 cái nha. Ok, bộ này bây giờ mình báo giá mới nha. Giá mới một bộ như vậy á là 2.250.000. Trước Tết hình như giá như là 1.850.000 á. Thì giá sau Tết thì cái IC này nó tăng lên các bạn. IC nó tăng lên một chút. Alo. Cái đó bán rồi anh ơi. Bán rồi. Dạ. Bán rồi, giao đi rồi. Được anh, mấy cái đó được mà. Dạ. Một trăm năm mươi nghìn một cái bán lẻ, còn hai cái thì 250.000. Đúng anh, nhưng mà cái đó áp thấp thì xài nó ngon hơn. Nhanh hơn anh, nhanh hơn chứ. Anh mua anh chat Zalo giùm em. Ok, xin lỗi các bạn nha. Ok, thì làm cho xong luôn video. Thì sau Tết này mình đưa rước vợ con đi học toàn thời gian. Tức là sáng đưa chiều rước, sáng đưa chiều rước các bạn. Từ thứ hai tới thứ sáu. Ok, bây giờ cho nên thời gian làm việc á, nó sẽ bị ngắt quãng ở khoảng thời gian này nha. Bây giờ mình chuẩn bị đi rước. Tầm khoảng 7 giờ tối mới về. Về thì mình tiếp tục làm thêm. Cái này có hai đơn các bạn. Một đơn là có tay ga nữa nha. Còn đơn này là đơn không tay ga. Làm thêm một đơn có tay ga. Cộng với một đơn cái con này nè. Anh khách đợi giùm nha. Nachi 3000W mà. Con này anh cũng đợi giùm. Quá nặng luôn. Con này làm mai giao anh nha. Tối nay test rồi quay cho anh coi. Nachi 3000W tôi nhanh. Ok, cái này khách nào vào việc nha, đặc biệt là những khách mà chế do lỗ cốt di động nha. Đó. Thì đây có hai dây đảo chiều đây, hai dây đảo chiều. Mình chưa có lắp công tắc vào nha. Đây. Do cái này cái động cơ nó chỉ ăn 10.6A. Cho nên khách nào mà xài công trình á, mua một cái bộ đổi nguồn 48V nha,
48V tầm 10A cũng được. 10A là ngon rồi. 48V 10A loại tốt á thì là xài rất ok. Và thắng từ các bạn, thắng từ 24 48 nha, các bạn xài điện áp nào cũng được. Không nhất thiết là phải 24 nha, 48 cũng được. Ok, cảm ơn khách đã theo dõi video. Cảm ơn đã xem video.